Mô tả có một loại rượu rất tốt cho phụ nữ sau sinh được truyền tai nhau từ đời này qua đời khác. Không chỉ giúp sức khỏe mẹ nhanh phục hồi mà còn giúp trắng da, liền sẹo, hai cách ngâm rượu nghệ cho bà đẻ nhanh nhất và hữu dụng nhất. Cùng tìm hiểu ngay say đây, cây nghệ vàng Việt Nam ngoài được sử dụng làm gia vị nghệ còn được dùng làm dược liệu. Đặc biệt gừng là nguyên liệu được chị em sử dụng để làm đẹp rất nhiều tên khoa học Curcuma Jantheriza Roig thuộc họ, gừng, sinh tên gọi khác, quất kim hương, khương hoàng, đặc điểm. Cây nghệ vàng thuộc loại cây thân cỏ, cây cao khoảng 60cm có thể lên tới 1m tỷ loại, cây có nhánh. Thân hình trụ, củ được hình thành từ rễ và có mùi thơm, lá nghệ còn được cho vào kho cùng cá để át mùi tanh. Lá nghệ mọc thành hai hàng đối xứng và mọc sen kẽ, lá hình elip và thuôn nhọn, hoa nghệ hình nón thưa. Mọc ở giữa các lá, quả nang có ba ngăn, mở bằng ba van, hạt có áo hạt, củ nghệ được sử dụng nhiều nhất. Ngâm rượu nghệ rất phổ biến, cây nghệ được trồng chủ yếu để lấy củ, thành phần dinh dưỡng có trong 100 gram nghệ. Vitamin các nhóm, C, P, P, A, B1, B2, các thành phần khác như, canxi, sắt, kali, phốt pho, natri, carotin. Các công dụng của nghệ, cải thiện tình trạng kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh, hỗ trợ điều trị viêm gan cấp tính cho virus và viêm gan mãn tính hỗ trợ điều trị mụn nhọt trên da hỗ trợ điều trị đau dạ dày hỗ trợ điều trị sỏi mật sỏi gan hỗ trợ điều trị đau bụng chướng bụng do ăn không tiêu thông thường nghệ dùng để làm gia vị là chủ yếu với các công dụng kể trên thường sẽ kết hợp với các nguyên liệu khác để làm bài thuốc ngâm rượu nghệ là một cách dùng khác tốt cho phụ nữ sau sinh đây là bài thuốc được lưu truyền từ nhiều đời nay củ nghệ vừa dùng để là gia vị vừa dùng để chữa bệnh hai cách ngâm rượu nghệ cho bà đẻ nhanh và hữu ích nhất phụ nữ sau sinh sẽ trải qua một cuộc mà gọi vui với nhau là thay máu, không chỉ sắc đẹp mà sức khỏe cũng có những thay đổi trong thấy. Ngâm rượu nghệ cho bà đẻ sau sinh sử dụng không chỉ giúp hồi phục nhanh chóng mà còn rất tốt cho da. Đặc biệt những chỗ bị dạn trong thời gian mang bầu, rượu nghệ dùng trực tiếp lên người mẹ và gián tiếp tác động lên em bé. Do vậy chọn nguyên liệu tốt nhất để ngâm rượu là rất quan trọng, nghệ, nghệ rất dễ để tìm mua ở các chợ hoặc siêu thị đều có. Tốt nhân ngâm rượu nghệ nên chọn loại nghệ ta củ không cần quá to mập chỉ cần tươi, già và có màu vàng đậm. Nếu tìm được nghệ nhà trồng thì tốt nhất, lưu ý theo kinh nghiệm nghệ củ càng to, vỏ càng nhẵn thì khả năng là nghệ Trung Quốc rất cao. Không nên dùng loại này để ngâm rượu, rượu, rượu để ngâm rượu nghệ nên chọn loại rượu nếp trắng rõ nguồn gốc khoảng 50 độ là vừa nên chọn các loại rượu đã được tinh lọc hết các độc tố, bình ngâm, ngâm rượu nghệ cho mẹ sau sinh chỉ ngâm lượng vừa đủ nên không cần chuẩn bị bình quá to. Bình phải là bình thủy tinh hoặc bình gốm sứ có lắp đậy, thuận tiện cho quá trình lấy rượu ra sử dụng hàng ngày. Rượu nghệ dùng để ngâm chuẩn bị cho phụ nữ sắp sinh, cách một ngâm rượu gừng nguyên chất với 4 năm L rượu. Bước 1, chuẩn bị 2 kg nghệ, nghệ sau khi mua về sẽ rửa sạch hết bùn đất bám ngoài vỏ sau đó cạo vỏ và cho vào cối giã dập. Bước 2, cho nghệ đã giã ở bước 1 vào bình thủy tinh sạch chuẩn bị trước đó và đổ rượu vào. Rượu chỉ cần ngập nghệ khoảng hai đầu ngón tay là đủ, bước 3, đậy kín nắp và để trong khoảng 3 tuần là có thể sử dụng được. Ngâm rượu nghệ thời gian ủ không dài do vậy trước khi mẹ sinh tầm 1,2 tháng là có thể bắt đầu là hợp lý. Sao cho khi mẹ sinh xong có rượu nghệ dùng luôn, ngâm rượu nghệ thông thường sau 3 tuần có thể sử dụng được. Cách 2, ngâm rượu nghệ cùng với gừng, gừng cũng là gia vị nhà bếp với rất nhiều công dụng tuyệt vời. Gừng còn được ngâm cùng rượu nghệ sử dụng cho mẹ sau sinh với nhiều hiệu quả bất ngờ. Bước 1, chuẩn bị trước 1 kg nghệ và 1 kg gừng, cách chọn tương tự cách 1, không cần chọn củ quá to quá đẹp nhưng phải già và vàng. Bước 2, gừng và nghệ thái lát nhỏ sau đó giã dập sau đó cho vào bình ngâm cùng 4-5 L rượu. Bước 3, cho gừng và nghệ đá giã cũng rượu và bình, rượu cũng ngâm hai đốt ngón tay là được, cho vào bình ủ từ khoảng 3 tuần bắt đầu sử dụng được luôn. Về cơ bản ngoài cách thêm nguyên liệu là gừng thì các bước thực hiện ở cách hai giống hoàn toàn cách một. Rượu hạ thổi phải sau ít nhất 3 tháng mới có thể sử dụng, với cả hai cách này ngoài cách bảo quản thông thường cũng có thể đem đi hạ thổ. Nếu hạ thổ phải sau ít nhất 3 tháng mới có thể sử dụng được, các bước ngâm rượu nghệ vừa nhanh chỉ cần dành ra 1,2 tiếng đồng hồ là đã có ngay một bình rượu chất lượng, công dụng rượu nghệ dành cho bà đẻ. Rượu nghệ không dùng để uống vì thế đây không phải là thức uống dành cho các quý ông, thành phẩm ngâm rượu nghệ này là bí thuật dành riêng cho các mẹ sau sinh. Các công dụng của rượu nghệ được kể đến như, làm mờ các kết sẹo và các vết dạn da. Các tinh chất trong nghệ sẽ giúp nuôi dưỡng da, tái tạo lại làn da đã bị tổn thương, giúp da khỏe mạnh và các vết sẹo sẽ gần mất và mờ đi mang lại thân hình thon gọn cho mẹ, đẩy bay lượng mỡ thừa đặc biệt ở các phần như rùi. Bắp tay hoặc bụng, do nghệ còn có tính nóng nên dễ dàng làm tiêu hao năng lượng và mỡ thừa. Nhờ các tinh chất có trong nghệ giúp làn da đều màu hơn, trắng hơn xe khít lỗ chân lông, chỉ các vết nám. Sử dụng nghệ để làm đẹp là một trong các bước dưỡng da từ tự nhiên an toàn, tránh nhiễm lạnh. Trầm cảm giúp giữ ấm cơ thể cho mẹ sau sinh, cơ thể bị lạnh, nhiễm hàn rất nguy hiểm cho mẹ sau sinh vì vậy ngoài tránh gió, nước lạnh thì việc giữ ấm cơ thể rất quan trọng, đặc biệt trong một đầu tiên. Làm sạch cơ thể, chống nhiễm trùng, nghệ có khả năng kháng khuẩn và chống viêm tốt nhờ tinh chất curcumin. Cộng thêm chất cồn có trong rượu sẽ giúp làm sạch cơ thể trong thời gian ở cữ hơn. Hương thơm của ngâm rượu nghệ hạ thổ còn giúp chống mũi hiệu quả. Mẹ và em bé cùng được bảo vệ an toàn. Chăm sóc em bé khiến mẹ mệt mỏi chân tay bùn rùn và thường xuyên mất ngủ cũng nên sử dụng rượu nghệ. Hạn chế tình trạng đau nhức xương khớp sau sinh đặc biệt là chứng đau lưng thường gặp tăng cường miễn dịch cũng như tăng sức đề kháng. Ngâm rượu gừng nghệ có rất nhiều công dụng, ngâm rượu nghệ ngoài kết hợp với gừng có thể thêm hạt gấc đây đều là các nguyên liệu có tính ấm. Sẽ giúp bảo vệ cơ thể mẹ khỏi cảm lạnh, cách sử dụng rượu nghệ cho bà đẻ, nhắc đến rượu sẽ thường nghĩ ngay đến uống như thế nào, uống bao nhiêu là đủ, riêng với ngâm rượu nghệ rượu nghệ không dùng để uống mà dùng để bôi quanh người đây là lý do vì sao ban đầu chúng ta đã nhắc tới loại rượu này không dùng cho các quý ông cách sử dụng rượu nghệ cho các mẹ sau sinh như sau bước một vệ sinh sạch cơ thể sau đó dùng miếng vải mềm hoặc khăn xô của các bé thấm vào cốt rượu nghệ có thể vắt cho bớt nước tốt nhất lên lấy ra một lượng nhỏ rượu nghệ ra bát để thực hiện cho dễ trước khi đổ rượu ra cũng nên lắc bình lên để tinh chất động dưới đáy bình được hòa trộn lên Bước 2, xoa lên xung quanh người hoặc các phần bị dạn có sẹo, chú ý không xoa quanh vùng đầu vú để tránh khi em bé bú bị cay nóng. Ước 3, có thể thoa 2,3 lượt rượu và đợi đến khi rượu khô là được, chú ý tránh để phần nghệ dính lên quần áo vì sẽ rất khó giặt sạch. Ban đầu sẽ có mùi ngâm rượu nghệ khá nồng nhưng sau đó sẽ có mùi thơm của nghệ và mùi cũng sẽ bay đi nhanh chóng chứ không đọng lại lâu gây khó chịu. Lúc này cơ thể mẹ cũng sẽ có màu vàng của nghệ trong một thời gian, nhưng sau khoảng thời gian này da mẹ sẽ đều màu và trắng lên trông thấy đặc biệt các vết dạn và sẹo cũng mờ đi rõ rệt. Rượu nghệ chỉ nên dùng ngoài da, không được uống, không nên sử dụng ngay khi vừa đẻ xong. Nếu mẹ rẻ thường có thể dùng sau 5 ngày, mẹ đẻ mổ dùng sau 2 hoặc 3 ngày khi vết thương đã lành. Dùng liên tục trong vòng 2 đến 3 tháng, mỗi ngày khoảng 2 lần vào buổi sáng, một số lưu ý với rượu nghệ như sau không sử dụng rượu nghệ cho mặt ngâm rượu nghệ sẽ có tính nóng khá cao mặc dù có tính năng làm đẹp nhưng vùng da mặt rất mỏng và rất dễ bị tổn thương vì thế không nên dùng rượu nghệ hay rượu gừng để đắp lên mặt với nghệ có thể dùng bột nghệ làm mặt nạ chăm sóc da mặt thay vì dùng rượu nghệ nhé mang thai xuất hiện dạn có nên dùng rượu nghệ không câu trả lời là không nhé ngâm rượu nghệ chỉ sử dụng cho mẹ sau sinh trong thời gian mang thai thì không nên dùng cách ngâm rượu nghệ từ các nguyên liệu rất dễ tìm các bước thực hiện cũng đơn giản trong các loại rượu ngâm dành cho mẹ sau sinh như rượu nếp cẩm rượu bách nhật thì rượu nghệ đơn giản và dễ nhất nếu nhà chuẩn bị đón thêm thành viên mới thì đừng quen chuẩn bị một bình rượu nghệ cho mẹ sau sinh nhé